Sau Tết Nguyên Đán Bính Thân đến nay, người dân nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã mất ăn mất ngủ vì ruộng lúa cạn nước từng ngày. Dưới kênh nội đồng nước cũng cạn dần và nhà nông sợ nhất là tình trạng xâm nhập mặn, nếu bơm lên ruộng thì lúa càng chết nhanh. Trong dịp Tết vừa qua, các hồ chứa ở Trung Quốc có xả nước nên có vài hôm nước ngọt đã về đồng bằng sông Cửu Long giúp đẩy nước mặn ra. Tuy nhiên, sau thời điểm đó thì mặn trở lại rất nhanh. Cũng như là hồi trước Tết là nó bị cháy lá đồ dữ lắm rồi, bà con nông dân cũng xịt thuốc đồ cũng nhiều lắm rồi mới cứu được. Mới Tết thì có nước lên lần nó bị nhiễm mặn vậy đó, rồi mình bơm nước nó dồn dồn mấy cái phèn với lại nước bị nhiễm mặn lên mấy cái gò lúa nó bị hư nhiều. Giữ lại được một mớ, nhưng mà ở ngay chỗ cái đầu mình bơm nước lên á thì mình có giữ được, còn nhưng mà trên mấy cái gò là bị hư hết. Trước mắt, vụ lúa hè thu cận kề coi như nông dân miền Tây sẽ bỏ không đồng ruộng vì không có nước ngọt. Vụ đông xuân hiện tại vào mùa thu hoạch lại bị tình trạng cháy đồng như vậy, cũng coi như người nông dân trắng tay. Các doanh nghiệp xuất cảng gạo cũng thiếu nguồn hàng để bán theo hợp đồng đã ký kết. Cây ăn trái cũng bị thiệt hại nặng nề vì không có nước tưới. Công bố từ cơ quan chức năng cho biết, độ mặn 4 gram trên lít trên nhiều sông ở đồng bằng sông Cửu Long đã vượt sâu khoảng từ 25 đến trên 70 cây số. Nếu thời gian tới không có mưa thì độ mặn sẽ còn tăng cao hơn và kéo dài đến tháng 5. Năm nay nước mặn nó lên sớm rồi, mấy năm trước thì nó không có lên, không có nhiều mặn, cũng bị ảnh hưởng nhiều về năng suất. Nhưng mỗi lần này mình làm thì nó đỡ, còn năm nay thì nó hơi thấp, thua rồi mấy năm trước. Thì đâu có biện pháp gì đâu, chỉ có ở đây chỉ cần có nước răng bơm ra ruộng chứ đâu có biện pháp nào mà khắc phục được. Trao đổi với phóng viên SBTN, một chuyên gia ở viện lúa đồng bằng sông Cửu Long cho hay giống lúa dài ngày có sức chịu mặn, lúa này có thể sống khoảng 3 tới 4 ngày trong nước mặn từ 2 đến 4 phần ngàn, nếu lâu hơn thì chúng sẽ chết dần, còn lúa ngắn ngày chỉ chịu được nước mặn dưới 2 phần ngàn. Khi cấp thiết, nước mặn dưới 2 phần ngàn được nông dân bơm lên đồng để cứu lúa, nhưng 3 ngày phải xả bỏ, nếu không thì chúng chết hoặc giảm năng suất rất lớn. Còn những ruộng khô nước nẻ, nếu bơm nước mặn lên sẽ xì phèn làm lúa chết nhanh hơn. Các loại cá nước ngọt sẽ chết nếu sống nhiều ngày trong vùng nước mặn từ 2 đến 4 phần ngàn, ngoại trừ cá tra và rô phi. Ở đây thì nói chung cái vụ mà bị nhiễm mặn thì chính quyền địa phương không có, còn nếu mà địa phương thì ta giúp cho người dân là một năm gì là 150.000 tiền giống tiền gì mình cũng không rõ. Miền Tây hạn và nước bị nhiễm mặn nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua, đó là nhận xét của ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Còn ông Trần Bá Hoàng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nói thẳng là từ năm 2010 đến nay, Trung Quốc liên tục vận hành các đập thủy điện đã làm dòng chảy thay đổi, ảnh hưởng đến hạ lưu, làm mặn xâm nhập sớm, sâu trên diện rộng của hệ thống sông, kênh rạch. Năm vừa qua, mùa nước nổi cũng không về miền Tây. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ tỉnh Trà Vinh.